Thế Hùng và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ hai ngày 1 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin kinh doanh và bất động sản. Một điểm báo. Và điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức do biên tập viên Thế Hùng giới thiệu. Xin mời anh Thế Hùng. Cảm ơn Khánh Hằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế tỉnh quản lý ước đạt 2.363 tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 36,6% so cùng kỳ năm 2023. Trong 6 tháng cuối năm 2024, ngành thuế tỉnh phấn đấu thu tối thiểu đạt 1.646,1 tỷ đồng để hoàn thành cao nhất dự toán được giao. Toàn ngành thuế tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong việc rà soát hồ sơ miễn giảm, giãn thuế, tiền thuê đất để triển khai tốt các gói hỗ trợ cho tổ chức doanh nghiệp người dân, tạo đà để doanh nghiệp người dân khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ thường trực chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo thu hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Ninh Thuận đã giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động, đạt 62,53% kế hoạch năm, đưa 107 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 71,3% kế hoạch năm. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tiếp tục phối hợp với địa phương và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, đẩy mạnh tổ chức giao dịch việc làm cố định và lưu động đến tận cơ sở vùng sâu vùng xa. Tăng cường liên kết và mời gọi các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp, có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn cùng tham gia tư vấn tại sàn giao dịch việc làm để cung ứng lao động kịp thời và giải quyết việc làm tại chỗ. Phấn đấu đến cuối năm 2024, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 16.000 lao động và đưa 220 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội không chỉ giúp người lao động có lương hưu khi về già mà còn có thêm nhiều chính sách về bảo hiểm y tế, chế độ tự túc. Thế nhưng hiện vẫn có nhiều lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Để hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, giữ người lao động ở lại lưới an sinh, cần có chính sách đồng bộ và những giải pháp căn cơ như tạo việc làm, vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia khi có việc làm trở lại. Sau 20 năm làm việc ở nhà máy thủy điện Đa Nhiêm, năm 2022, anh Sô về nghỉ hưu được hưởng mức lương mỗi tháng hơn 3 triệu đồng. Nhiều người khuyên anh nên rút bảo hiểm xã hội một lần, lấy số tiền lớn để có vốn làm ăn. Nhưng nhờ được tuyên truyền vận động, anh xác định việc nhận lương hưu hàng tháng vẫn tốt hơn. Tôi nghĩ là thôi rồi bao nhiêu năm làm đó thì rút ra thì mình cũng chẳng giải quyết được cái gì trước mắt cả. Mình muốn ở ổn định cuộc sống lâu dài thì mình để hàng tháng nó có cái đồng lương hưu phụ giúp gia đình gì, hay là mình có công chuyện gì mình không phải vay mượn. Còn với ông Nguyễn Phép, năm nay 74 tuổi, khi nghỉ hưu, ông được hưởng lương mỗi tháng 1,3 triệu đồng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, lương hưu của ông tăng lên 2,6 triệu đồng trên một tháng. Tuy số tiền lương hưu không nhiều, nhưng nhờ có bảo hiểm xã hội, ông vừa có lương hưu hàng tháng, vừa được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, nên giảm đáng kể chi phí khám chữa bệnh của tuổi già. Tôi quyết định như vậy là coi như là nó có cái tương lai lâu dài về lương hàng tháng, chứ còn không nhận một lần. Lợi ích của bảo hiểm xã hội là vậy. Thế nhưng tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần đang có chiều hướng gia tăng. 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 792 người rút bảo hiểm xã hội một lần, giảm 41 người so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có 4.787 trường hợp, giảm 597 người so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân là do tâm lý người lao động trẻ tuổi cho rằng nhu cầu trước mắt quan trọng hơn so với việc đóng bảo hiểm xã hội đủ thời gian để được hưởng lương hưu. Chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện chủ động tham mưu cấp ủy và ủy ban nhân dân cung cấp để xây dựng cái kế hoạch chương trình cụ thể phối hợp và trình ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói chung. Giải pháp căn cơ để giữ người lao động trong lưới an sinh, trước mắt cần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động.
có cơ chế hỗ trợ kịp thời những lao động gặp khó khăn. Đặc biệt, chính sách bảo hiểm xã hội cần có sự ổn định. Việc sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo niềm tin đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tại hội nghị xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu khu vực miền Trung, 7 doanh nghiệp hợp tác xã Ninh Thuận tham gia trưng bày quảng bá 50 sản phẩm OCOP đặc thù của tỉnh như nho tươi, táo tươi, các sản phẩm chế biến từ nho, táo, nha đam, măng tây xanh, rong sụn, mũ trôm, đũa gỗ. Hội nghị xúc tiến thương mại phát triển xuất nhập khẩu khu vực miền Trung do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức tại thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6. Đây là chuỗi sự kiện với các hoạt động như tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, hợp tác xã, hội nghị kết nối giao thương và phát triển xuất nhập khẩu khu vực miền Trung, trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu có tiềm năng xuất khẩu của các địa phương, hội thảo tư vấn hợp tác cung ứng sản phẩm vào hệ thống Ecopharmac và bán hàng trên trang thương mại điện tử. Theo quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đà Lạt được định hướng phát triển các sản phẩm phù hợp với đô thị trọng điểm phát triển du lịch gắn với kinh tế ban đêm. Theo quy hoạch định hướng quy hoạch phát triển không gian du lịch Việt Nam gồm 6 vùng, 3 cực tăng trưởng, 8 khu vực động lực, 5 hành lang du lịch chính, 11 trung tâm du lịch, hình thành hệ thống các khu du lịch quốc gia và địa điểm tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia. Về định hướng phát triển các dòng sản phẩm du lịch chính, Đà Lạt Lâm Đồng nằm trong định hướng phát triển sản phẩm du lịch gắn với các đô thị trọng điểm phát triển du lịch như Sapa Lào Cai, Hạ Long Quảng Ninh, Nha Trang Khánh Hòa, Đà Lạt Lâm Đồng, Phan Thiết Bình Thuận, Phú Quốc Kiên Giang, chú trọng gắn kết du lịch với công nghiệp văn hóa và phát triển kinh tế ban đêm. Ngoài ra, Lâm Đồng cùng với các tỉnh Tây Nguyên phát triển các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác thế mạnh cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng và bản sắc văn hóa đặc trưng. Đồng thời, Lâm Đồng cũng được xác định nằm trong 8 khu vực động lực du lịch sẽ được xây dựng và hình thành trong thời gian tới để tập trung nguồn lực, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, lan tỏa và thúc đẩy những lợi ích và giá trị của du lịch. Với giá trị kim ngạch xuất khẩu gấp 3 lần nhập khẩu, đây là điểm sáng lớn nhất trong bức tranh xuất nhập khẩu nửa đầu năm 2024 tại cửa khẩu Lào Cai. Điều này cho thấy những nỗ lực của địa phương này nhằm nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, nhất là với mặt hàng nông sản. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành Lào Cai có khoảng 500 phương tiện thông quan. Nhiều doanh nghiệp lựa chọn địa phương này để thông quan hàng hóa vì không lo ùn tắc, thời gian giải quyết thủ tục nhanh chóng. Thì có một sự đổi mới về cửa khẩu của tỉnh Lào Cai, đó là áp dụng cái cửa khẩu số anh ạ. Cái cửa khẩu số này đã giúp cho công ty chúng tôi rất nhiều những thuận lợi về thời gian cũng như là cái mặt hàng, chất lượng sản phẩm mặt hàng đến với lại bên nước bạn. Tính đến ngày 20 tháng 6, giá trị kim ngạch xuất khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai đạt 920 triệu đô la Mỹ, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu và số lượng mở tờ khai hải quan đều tăng mạnh. Cải thiện hạ tầng, áp dụng đồng bộ các giải pháp để giảm thời gian làm thủ tục, gia tăng năng lực thông quan là những nỗ lực của các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp. Lắng nghe, tiếp nhận kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức trên mọi phương diện. Cục đã tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và việc tư vấn giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp ở nhiều cái hình thức, kể cả trực tiếp và gián tiếp, như tại các địa điểm thủ tục hải quan, chúng tôi đều bố trí các cái tổ tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp. Thời gian tới, nền tảng cửa khẩu số sẽ được tích hợp thêm dữ liệu hải quan, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai minh bạch. Tỉnh Lào Cai cũng sẽ đầu tư xây dựng thêm 3 luồng xuất nhập khẩu, góp phần gia tăng năng lực thông quan hàng hóa. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đắk Nông năm 2024 chính thức được khởi động, ngay sau lễ phát động cấp tỉnh được tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua. Để tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực, sâu rộng, năm nay, tỉnh đoàn Đắk Nông đã huy động các nguồn lực trong ngoài tỉnh với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đắk Nông năm 2024 diễn ra cao điểm từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung nguồn lực hỗ trợ địa bàn khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Chương trình có 6 tuyến nội dung trọng tâm gồm tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện chăm lo thiếu nhi và bảo vệ môi trường, tình nguyện hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số,
các hoạt động và chiến dịch huy động sự tham gia của hơn 7.000 đoàn viên thanh niên địa phương, cùng sự tăng cường của hơn 300 sinh viên đến từ 6 trường đại học cao đẳng thuộc thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk. Còn tại tỉnh Ninh Thuận, qua hơn 3 tuần ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, Tuổi Trẻ Ninh Thuận đã thành lập 124 đội hình tình nguyện, thu hút 2.170 đoàn viên thanh niên, đảm nhận hơn 100 công trình phần việc thanh niên. Cụ thể, đã trao tặng 4.640 suất quà cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lắp đặt 70 bóng đèn năng lượng mặt trời, trao tặng 2 nhà đồng đội, 2 nhà nhân ái, 1 nhà hạnh phúc và 4 vườn cây sinh kế, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân, tu bổ sửa chữa vệ sinh môi trường 2,1 km đường giao thông nội thôn, nội đồng, thu gom tiêu hủy 1,7 tấn rác thải, trồng mới 1.085 cây xanh. Bên cạnh những hoạt động tình nguyện mang tính thường xuyên, nhiều cơ sở đoàn cũng chủ động linh hoạt đảm nhận những nhiệm vụ đột xuất, việc mới, việc khó, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Mới đây, tại Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng, Nha Trang, Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1996, quê quán tại huyện Vạn Ninh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào lúc 16 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2024, tại thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, tổ công tác của Công an thành phố Nha Trang và Công an xã Phước Đồng phát hiện Nguyễn Văn Đạt có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phát hiện và thu giữ của Đạt một túi ni lông có chứa chất bột màu trắng. Lực lượng chức năng đã niêm phong tang vật theo quy định. Theo kết luận giám định, mẫu chất bột màu trắng được niêm phong gửi giám định là ma túy đá, có tên khoa học là methamphetamine, có khối lượng 0,1459 gram. Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đạt 1 năm 8 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Việc xét xử lưu động vụ án liên quan đến tội phạm ma túy nhằm tăng cường giáo dục răn đe các đối tượng phạm tội, cảnh báo tác hại của ma túy và những hệ lụy xấu để lại cho xã hội. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận ngày mới, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển động nhẹ. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin kinh doanh và bất động sản. Mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Thế Hùng. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin kinh doanh và bất động sản của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận xếp thứ 6 trên 63 tỉnh thành về chỉ số tiếp cận đất đai. Khởi nghiệp thành công từ mô hình nông nghiệp xanh gắn với phát triển du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Với việc triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp cải cách thủ tục hành chính về đất đai, năm 2023, chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh Ninh Thuận đạt 7,25 điểm, tăng 0,249 điểm, tăng 24 bậc so với năm 2022, xếp thứ 6 trên 63 tỉnh, thành phố. Để tiếp tục cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai, thời gian tới tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa để tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp và người dân, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả văn phòng điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trong tất cả các lĩnh vực về tài nguyên môi trường, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Ninh Thuận sẽ đầu tư xây dựng 1.998 căn nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 90.000 m2 sàn. Để triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Ninh Thuận sẽ tạo quỹ đất, triển khai đồ án quy hoạch, kiến trúc, quản lý đầu tư xây dựng, đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư từ trung ương địa phương, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, đồng thời huy động nguồn vốn nước ngoài, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển nhà ở xã hội, áp dụng những chính sách ưu đãi về thuế, phí theo quy định của pháp luật liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản. Thưa quý vị và các bạn, đam mê nông nghiệp xanh, cách đây 6 năm, sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành phục hồi chức năng,
anh Dương Minh Khôi ở khu phố Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước đã mạnh dạn cải tạo hơn một sào đất ruộng trồng lúa kém hiệu quả của gia đình, chuyển sang trồng sen và xây dựng mô hình sản xuất. Nông sản từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái, mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả. Nhờ chịu khó học hỏi và có ý tưởng độc đáo về mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, anh Minh Khôi đã sưu tầm nhiều giống sen chất lượng cao để khởi nghiệp. Mỗi mùa sen kéo dài khoảng 4 tháng, đến nay anh Khôi đã phát triển lên 1 hectare trồng sen kết hợp với dịch vụ du lịch sinh thái. Ý tưởng xuất phát mô hình khởi nghiệp em thì bắt đầu từ cái việc mình tạo thu nhập cá nhân trước cái đã, tận dụng cái bông sen làm cảnh quan thì mình làm du lịch. Đấy. Sau khi sen nó tàn, nó có hạt, có gì thì mình sẽ bán cái thành phẩm từ sen. Rồi đó, xong mình cũng muốn đa dạng cái sản phẩm từ sen, mình biến tấu làm trà sen, rồi tự nghiệm thêm trồng củ sen. Theo anh Khôi, ruộng trũng trồng sen có lợi nhuận từ 5 đến 6 triệu đồng trên một vụ mỗi sào, cao gấp 2 lần trồng lúa. Mỗi vụ anh Khôi thu hoạch hơn 1 tấn hạt sen với giá bán 60.000 đồng 1 kg và khoảng 8 tạ củ sen với giá bán từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng 1 kg. Nhờ đó anh đã có thêm kinh phí để đầu tư các tiểu cảnh mang phong cách đồng quê để tạo thêm điểm nhấn thu hút khách du lịch. Đặc biệt năm 2023, anh Dương Minh Khôi được tỉnh Đoàn Ninh Thuận giới thiệu vay trên 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để phát triển dự án sản xuất nông sản từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái và chế biến các sản phẩm từ sen như trà lá sen, trà củ sen, trà hạt sen và hạt sen rang. Những bạn mà mới khởi nghiệp thì những cái bạn còn gọi là quy mô khá là nhỏ lẻ, cho nên là mấy bạn còn rụt rè khá là nhiều, hay là sẽ có những cái chương trình mà khích lệ những cái mô hình, những mô hình nhỏ lẻ tập trung vào những cái mấy bạn để mấy bạn có thể là tự tin mà phát triển nó, quy mô nó rộng hơn. Ban chủ nhiệm cũng đi đến các thành viên để tìm hiểu về những cái khó khăn vướng mắc để hỗ trợ kịp thời, cũng như là thấy được những cái thành tựu mà các em đạt được để chia sẻ cho các thành viên còn lại. Từ thành công của mô hình sản xuất nông sản từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái của anh Dương Minh Khôi đã khuyến khích các hộ dân chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng sen, từ đó tạo điểm nhấn trong chuỗi kết nối du lịch trên địa bàn thị trấn. Từ làng gốm cổ Bầu Trúc đến làng dệt Thổ Cẩm và cánh đồng sen Mỹ Nghiệp, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Vừa rồi là bản tin kinh doanh và bất động sản, tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay. Biên tập viên Thế Hùng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời. Cảm ơn Khánh Hằng. Mở đầu một điểm báo sáng nay là bài viết trên báo Lao Động với nhan đề ngành nông nghiệp tự tin xuất khẩu 55 đến 56 tỷ USD trong tầm tay. Bài viết cho hay, chia sẻ với báo chí, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 29,2 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả của 6 tháng đầu năm sẽ tạo tiền đề để toàn ngành đạt mức 55 đến 56 tỷ USD trong năm nay. Để đạt các mục tiêu đã đề ra, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đã được mở cửa, xuất khẩu chính ngạch gắn liền với các hoạt động ngoại giao vào các thị trường lớn và khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng. Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tăng lương là nhan đề bài viết trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, tại nội dung thảo luận của Quốc hội về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội bày tỏ khi lương tăng còn quan tâm đến thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh cũng phải nghiên cứu. Tăng lương lên 30%, mức sống tăng lên thì giảm trừ gia cảnh cũng phải tăng 30%, thậm chí là 50%. Giải trình làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn về vấn đề này. Đặc biệt, việc tăng lương lần này phải quan tâm đến kiểm soát được giá, đến cung cầu hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng thiết yếu. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước tiếp thu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp thực sự khả thi để thực hiện triệt để nội dung này. Giảm trừ 10 đến 50% cho 36 khoản phí lệ phí đến hết năm 2024, thông tin đáng chú ý đăng tải trên báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam.
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, thông tư quy định, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, mức thu một số khoản phí lệ phí sẽ được giảm từ 10 đến 50%. Cụ thể, giảm 50% đối với lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, giảm 50% đối với lệ phí cấp căn cước công dân, lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp, phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản. Đây là lần thứ tư Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quy định giảm mức thu phí lệ phí từ 10% đến 50%, dự kiến tác động giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng. Sẽ điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số từ ngày 1 tháng 7, thông tin đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân. Tổng cục Thống kê cho biết bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Tổng cục Thống kê phối hợp với Ủy ban Dân tộc triển khai thu thập thông tin điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước. Theo đó, cuộc điều tra thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2024 tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều tra sử dụng phương pháp thu thập thông tin trực tiếp. Các điều tra viên sẽ đến từng hộ để thu thập các thông tin về nhân khẩu học của dân số, giáo dục, di cư, hôn nhân, sử dụng bảo hiểm y tế, việc làm, lịch sử sinh và các thông tin về người chết, nhà ở và điều kiện sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất. Trước khi khép lại một điểm báo sáng nay là thông tin khi nào công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Thông tin này có lẽ sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn từ các bậc phụ huynh cũng như các sĩ tử khi vừa trải qua kỳ thi quan trọng này. Bài viết trên báo Giao thông cho hay, tại cuộc họp báo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế, đúng 8 giờ ngày 17 tháng 7 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp. Trong thời gian tới, Bộ tiếp tục thanh tra giám sát việc chấm thi và xét tốt nghiệp, hỗ trợ các tỉnh thành việc chấm thi, đảm bảo chính xác công bằng, thành lập kiểm tra ngẫu nhiên tại các địa phương và thúc đẩy kịp thời việc công bố kết quả thi, đảm bảo hạ tầng cho việc liên thông dữ liệu từ Bộ về các địa phương và ngược lại. Một điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Mời biên tập viên Khánh Hằng. Cảm ơn anh Thế Hùng. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm điểm đến Núi Chúa, di sản kho báu quý giá ở huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận nha.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây. Khánh Hằng và Thế Hùng chúc quý vị và các bạn có một tuần mới làm việc nhiều niềm vui. Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.